đang khai dân trí. Năm 2014, chủ blog Anh Ba Sam là ông Nguyễn Hữu Vinh đã bị kết án 5 năm tù giam vì đăng tải nhiều bài viết vi phạm điều 258 bộ luật hình sự, quy định tội, lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân. Vì blog Anh Ba Sam và các hoạt động khác của Nguyễn Hữu Vinh có ảnh hưởng lớn đến giới chống đối Việt Nam, khi ông Vinh mãn hạn tù vào ngày 5 tháng 5 năm 2019 vừa qua. Giới chống đối đã tổ chức nhiều hoạt động để ca ngợi ông, đồng thời công kích nhà nước. Trong 5 năm Nguyễn Hữu Vinh thi hành án, các hoạt động truyền thông, vận động quốc tế để hỗ trợ ông chủ yếu được tiến hành bởi vợ ông là bà Lê Thị Minh Hà, với sự trợ giúp đắc lực của nhóm Phạm Đoan Trang. Từ hai tuần trước thời điểm ông Vinh ra tù, bà Hà tiếp tục hâm nóng dư luận về ông, khiến giới chống đối chú ý. Nhìn chung, bà Hà ca ngợi rằng từ một cựu sĩ quan an ninh quen nhiều quan chức lớn trong ngành, ông Vinh đã trở thành một nhà hoạt động giàu lý tưởng, hy sinh quân mình vì xã hội, vì sự thay đổi. Chẳng hạn, khi trả lời phỏng vấn BBC vào ngày ông Vinh ra tù, bà Hà ca ngợi ông là một tù nhân bận rộn, dành hầu hết thời gian trong tù để đấu tranh cho quyền của tù nhân, thông qua việc nghiên cứu tài liệu, viết đơn thư khiếu nại, đề đạt và dạy các phạm nhân khác cách tự đấu tranh đòi quyền lợi. Bà Hà gọi tất cả những hoạt động này, cùng những hoạt động mà ông Vinh từng tiến hành trước khi bị bắt, là khai dân trí. Bản thân ông Nguyễn Hữu Vinh cũng tỏ ra bận rộn, giống như mô tả của bà Hà. Khi trả lời phỏng vấn vào ngày ra tù, ông Vinh tập trung công kích các dấu hiệu vi phạm của cơ quan quản lý nhà tù mà ông được chứng kiến trong lúc thi hành án. Những vi phạm mà ông Vinh đã mô tả bao gồm 5 điểm. Một là việc cơ quan chức năng có dấu hiệu vi phạm các thủ tục tố tụng và thủ tục thi hành án trong quá trình xử lý ông. Hai là việc phạm nhân hình sự liên quan đến vấn đề an ninh quốc gia bị theo dõi bằng camera, trong khi tù hình sự thường thì không, trong khi đây mới là đối tượng hay gây gỗ, vi phạm nội quy nhà tù. Ba là việc cán bộ cơ quan quản lý trại giam chỉ giám sát việc thi hành án một cách hình thức trong khi Quốc hội, Hội đồng Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc không hiện diện để làm công tác giám sát theo đúng quy định. 4. Là việc trại giam tịch thu hơn 1.000 trang tài liệu mà ông viết trong tù, đồng thời không chuyển cho ông chiếc đồng hồ treo tường mà ông được một nghị sĩ đức tặng. Ngoài ra, ông Vinh cũng kể về quan hệ thân mật giữa ông và các bạn học, bạn cùng đơn vị cũ trong ngành công an bao gồm Bộ trưởng Tô Lâm và Cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Tuy nhiên, trong điều phàn nàn thứ năm, ông Vinh trách Bộ trưởng Tô Lâm và Cố Chủ tịch Quang không trả lời các đơn đề đạt góp ý của ông về việc chỉnh sửa các nội quy của trại giam sao cho hợp lý. Những lời công kích và kệ lệ của ông Vinh được viết bằng giọng văn mạch lạc, có chừng mực, dễ được lòng dư luận. Trong tuần qua, đa phần dư luận chống đối trên Internet đồng thanh ca ngợi ông Vinh là an ninh cộng sản phản tỉnh, giàu lý tưởng, giàu đức hy sinh, tương tự thông điệp mà bà Hà dùng lâu nay. Họ cũng dùng thông điệp này để tìm cách tác động đến tầng lớp công chức, đảng viên và bộ phận công chúng tin tưởng thông tin chính thống. Về hoạt động, nhà xuất bản trẻ Hà Nội và nhà xuất bản tự do mượn dịp này để tái bản cuốn Anh Ba Sam ca ngợi ông Vinh. Câu lạc bộ Lê Hiếu Đăng và một số hội nhóm chống đối khác, tặng lãng hoa cho Nguyễn Hữu Vinh từ một ngày trước khi ông ra tù. Họ cũng vang nàng về việc không được can miệu ngữ để đón ông Vinh ở cổng trại giam, không được đến nhà riêng ông Vinh để chúc mừng việc ông mãn án. Hiện nay, giới dân chủ đang rơi vào tình trạng khủng hoảng nhân sự do kẻ tị nạn, người đi tù. Phạm Đoan Trang, lãnh tù nổi nhất còn sót lại trong nước thì đã tha hóa thành hàng học, cực đoan, hết đấu tố nhóm trí thức già đến gia biểu cảnh hậu sinh có học. Vì vậy, một gương mặt còn giữ được ý chí và sự bình tĩnh như ông Nguyễn Hữu Vinh đương nhiên sẽ được giới dân chủ trọng vọng. Tuy nhiên, gọi các hoạt động của ông Vinh là khai dân trí thì có phần không phù hợp, khiến từ này bị hiểu sai nghĩa. Chỉ cần nhìn bố cục của website Anh Ba Sàm, ta sẽ thấy đây không phải là một trang có chất lượng. Thứ nhất, các bài mục của trang không được phân loại sắp xếp theo bất cứ trật tự và tiêu chí định sẵn nào mà hình thành một cách lộn xộn, tự phát, bạ đâu đằng đó. Thứ hai, anh Ba Sam đăng tất cả các bài báo có trong ngày vào chung một chỗ, mà không dùng các tiêu chuẩn của nghiệp vụ báo chí để chọn lọc tin. Thành ra tin tức, phóng sự, bình luận, lời kêu gọi nằm lẫn lộn với nhau, xen lẫn với những tin đồn, phỏng đoán sai sự thật của các thầy bói chính trị như Bùi Thanh Hiếu và Phạm Chí Dũng. Thứ ba, như ảnh trên cho thấy, anh Ba Sam đăng một lượng lớn các bài viết không thể kiểm chứng về tình hình nội bộ của các lãnh đạo địa phương. E rằng khi đăng các bài này, Trang Anh Ba Sam chỉ muốn nhắc mũi dân để phục vụ cho các nhóm lợi ích địa phương chứ chẳng phá vòng nô lệ như họ nói. Với bố cục và chất lượng thông tin như vậy, Trang Anh Ba Sam chẳng khác gì một nồi cảm lợn với các loại bài viết thượng vàng hạ cám trộn lẫn với nhau. Cách phục vụ, vụ này cho thấy họ không tôn trọng người đọc, cũng không thực sự quan tâm đến việc nâng cao dân trí. Tự cổ trí kim, người khai dân trí bằng kiến thức và nghệ thuật, tức những sản phẩm thông tin hoàn chỉnh, đem lại hiểu biết có tính khái quát về thế giới, chứ không khai dân trí bằng báo lá cải bao giờ. Thành ra, dù ông Vinh rất nhiệt tình, chúng tôi vẫn xin nhắc ông rằng, nhiệt tình cộng ngu dốc bằng phá hoại. Ông nên nhớ rằng, từ khi Trang Anh Ba Sàm xuất hiện cho đến nay, dường như trình độ dân trí của giới dân chủ càng ngày càng giảm sút